Chiều ngày 11 tháng 4, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, án tử hình về 3 tội danh. Cụ thể, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Trương Mỹ Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Lan có vai trò chủ mưu cầm đầu nhưng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ngoan cố đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới, không ăn năn hối cải. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại số tiền đặc biệt. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng cần loại trừ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng bị cáo Trương Mỹ Lan có vai trò chủ mưu cầm đầu. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn dư nợ là 132.000 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi. Hành vi trên của bị cáo Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền là 64.600 tỷ đồng, đã phạm vào tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của ngân hàng SCB số tiền là 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền 129.000 tỷ đồng lãi phát sinh. Hành vi này của bị cáo Lan đã phạm vào tội tham ô tài sản. Đúng 8 giờ 26 phút ngày 11 tháng 4, thẩm phán Phạm Lương Toàn, Chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thay mặt Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan. Theo nội dung bản án, tại phiên tòa, trong phần thẩm vấn, bị cáo Đỗ Thị Nhàn là cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 đã xác nhận có 4 lần nhận tiền của SCB thông qua bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn là cựu Tổng Giám đốc SCB. Tuy nhiên, bị cáo Nhàn cho rằng đó là quà, sau đó bị cáo muốn trả lại. Cũng tại tòa, đại diện Ngân hàng Nhà nước trình bày Ngân hàng Nhà nước chấp nhận 3 ngân hàng tái cơ cấu. Bà Trương Mỹ Lan là đại diện nhóm cổ đông, không có chuyện Ngân hàng Nhà nước mời bà Lan tham gia tái cơ cấu SCB. Đại diện SCB đề nghị Hội đồng xét xử tuyên giao hết tài sản đang kê biên cho SCB để khắc phục hậu quả, thu hồi 240 tài sản của bà Lan, truy tìm tài sản của bà Lan và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Hội đồng xét xử cũng nêu rằng trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan chung cho 3 tội danh, buộc bà Lan phải chịu trách nhiệm khắc phục hoàn toàn thiệt hại là 677.000 tỷ đồng. Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt 85 bị cáo còn lại từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến mức án tù chung thân. Hội đồng xét xử nhận định, về tố tụng, các cơ quan liên quan đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về điều tra truy tố. Về nội dung vụ án, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ tịch của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gồm một tập hợp các công ty con, công ty liên kết. Lợi dụng việc tái cơ cấu SCB, bị cáo Lan đã tìm cách thâu tóm ngân hàng này. Sau khi hợp nhất 3 ngân hàng thành SCB mới, bị cáo Lan đã nắm giữ cổ phần hơn 91% và sử dụng SCB như là công cụ tài chính để rút tiền nhằm sử dụng cho mục đích cá nhân. Bản án cũng nêu rằng kết quả xét hỏi tại phiên tòa đã làm rõ, trừ bị cáo Trương Mỹ Lan, các bị cáo tại tòa đã khai nhận hành vi đúng như cáo trạng Viện Kiểm sát đã truy tố. Về hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan, theo Hội đồng xét xử, bà Lan đã chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn khống, gây thiệt hại cho SCB. Để che giấu hành vi phạm tội khi bị thanh tra kiểm tra, bị cáo Lan đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của SCB mua chuộc cán bộ lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, tổ trưởng tổ giám sát tăng cường tại SCB để các cá nhân có thẩm quyền nói trên bưng bít, che giấu thông tin sai phạm, báo cáo kết quả thanh kiểm tra không trung thực, không đầy đủ. Hội đồng xét xử cũng nêu rõ quan điểm về ý kiến bào chữa của luật sư cho rằng bà Trương Mỹ Lan không có chức vụ tại SCB nên không phù hợp với tội danh tham ô tài sản. Theo đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận lời bào chữa này vì trên thực tế, bà Lan nắm giữ cổ phần lớn, đưa người vào nắm giữ các chức vụ lớn tại SCB. Từ đó, bị cáo này thao túng, chỉ đạo rút tiền, gây thiệt hại cho SCB. Đến 10 giờ 15 phút cùng ngày, hội đồng xét xử vẫn đang tuyên án với phần nhận định của hội đồng xét xử về hành vi phạm tội của các bị cáo. Sau hơn 1 tháng xét xử và nghị án, ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyên án vụ Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB và các tổ chức có liên quan. Trước đó, tại phần luận tội, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt tử hình. 85 bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Quá trình tranh luận, Viện Kiểm sát cũng căn cứ vào diễn biến tại tòa, sự thành khẩn khai báo và các tình tiết giảm nhẹ mới phát sinh của các bị cáo và đã thay đổi mức đề nghị án đối với 22 bị cáo theo hướng giảm nhẹ mức án từ 1 đến 2 năm tù. Dự kiến vào ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyên án vụ Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 84 bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB hơn 677.000 tỷ đồng theo cáo buộc của Viện Kiểm sát. Luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại phiên tòa, đánh giá bị cáo Lan đã lợi dụng chính sách của nhà nước về cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, tìm cách thâu tóm, chi phối, điều hành toàn bộ các hoạt động của SCB. Bị cáo từng nắm giữ chi phối đến 91,5% cổ phần SCB, là người thực tế có quyền lực chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB, tuyển chọn, bố trí nhân sự chủ chốt tại SCB. Từ đó, Trương Mỹ Lan đã sử dụng SCB như là một công cụ tài chính, huy động vốn từ các tổ chức cá nhân, rồi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, lập hồ sơ vay khống, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, đưa tài sản đảm bảo không đủ pháp lý, không đăng ký giao dịch bảo đảm, rút tài sản có giá trị lớn, hoán đổi bằng tài sản có giá trị thấp hơn, rút tiền SCB. Khi SCB giải ngân tiền theo phương án khống, bị cáo Lan đã chỉ đạo cấp dưới lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền bằng thủ đoạn lập hợp đồng, hứa chuyển nhượng cổ phần khống, tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Trong 10 năm, từ năm 2012 đến năm 2022, SCB đã giải ngân cho nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng. Đến năm 2022, nhóm bị cáo Lan còn 1.284 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng. Trong đó, gần 484.000 tỷ đồng dư nợ gốc, hơn 193.000 tỷ đồng tiền lãi nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi. Với thiệt hại trên, Viện Kiểm sát đề nghị Trương Mỹ Lan tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 tới 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Trương Mỹ Lan đã phạm vào nhiều tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo tổ chức thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong một thời gian dài bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, gian dối, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước, nhân dân và SCB. Hơn nữa, Trương Mỹ Lan có 3 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, phạm tội từ 2 lần trở lên, dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Vì vậy, Viện Kiểm sát đề nghị mức án trên. Khi bào chữa, luật sư cho rằng Trương Mỹ Lan không phạm tội tham ô tài sản vì bị cáo không phải là người có chức vụ quyền hạn tại SCB. Đại diện Viện Kiểm sát nói chủ thể tội này là người nào có chức vụ quyền hạn, chứ không phải là có chức vụ và quyền hạn, trong khi Trương Mỹ Lan nắm quyền cao nhất SCB, điều hành các bị cáo có chức vụ khác. Ngoài ra, theo luật sư, hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan trong suốt 10 năm là tương tự, cùng phương thức phạm tội, nhưng cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố, truy tố Lan với 2 tội danh là làm nặng tình trạng của bị cáo. Viện Kiểm sát cho rằng hành vi của Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong suốt 10 năm được chia thành 2 giai đoạn, tức là hành vi phạm tội xảy ra trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, xử lý theo điều khoản tương ứng là Điều 179, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Còn hành vi của Lan và đồng phạm xảy ra từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2018 sẽ xử lý theo Bộ Luật Hình sự mới, tương ứng với tội tham ô tài sản. Về tội đưa hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ, luật sư cho rằng ngoài lời khai nhận tội của bị cáo Đỗ Thị Nhàn là cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 và lời khai của người đưa tiền là cựu tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn thì không có chứng cứ nào thể hiện Trương Mỹ Lan chỉ đạo Văn đưa tiền cho Nhàn nên không có cơ sở buộc tội bị cáo Lan đưa hối lộ. Đối với 85 bị cáo trong vụ án Trương Mỹ Lan thì có 45 bị cáo làm việc tại SCB, trong đó 24 bị cáo là người giữ chức vụ cấp cao, gồm 11 bị cáo thuộc Hội đồng Quản trị, trong đó có 3 chủ tịch, 5 phó chủ tịch và 3 thành viên khác, 11 bị cáo thuộc Ban điều hành với 4 tổng giám đốc và 7 phó tổng giám đốc, 2 bị cáo làm trưởng ban kiểm soát ở 2 giai đoạn khác nhau. Đánh giá từng vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Lan chiếm đoạt tiền của SCB, Viện Kiểm sát khi luận tội đề nghị 3 án chung thân cho 3 cựu lãnh đạo cấp cao tại SCB, gồm bị cáo Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nay đang trốn truy nã, bị xét xử vắng mặt; bị cáo Bùi Anh Dũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn là Tổng Giám đốc. Đối với 3 bị cáo này, Viện Kiểm sát đánh giá đều có tình tiết giảm nhẹ nhưng lại có 3 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, phạm tội từ 2 lần trở lên, dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Đối với nhóm 18 bị cáo đoàn thanh tra, tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước tại SCB và lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước thì bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị Viện Kiểm sát đề nghị án chung thân vì nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ. Theo Viện Kiểm sát, quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Nhàn thừa nhận hành vi phạm tội, nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ. Nhưng bị cáo có 2 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là dùng thủ đoạn tinh vi, phạm tội nhiều lần, đồng thời hậu quả vụ án là đặc biệt lớn nên cần có mức án nghiêm.